Phình mạch não là tình trạng mạch máu não bị phồng lên dưới áp lực của dòng máu có thể gây vỡ túi phình, nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay, điều trị túi phình mạch não có nhiều phương pháp khác nhau. Với những túi phình chưa vỡ, kích thước lớn, cổ rộng, việc điều trị bằng phương pháp đặt stent chuyển hướng dòng chảy là lựa chọn tối ưu. Phương pháp stent chuyển hướng dòng chảy này thì bệnh viện chúng tôi được sự hỗ trợ quan tâm của bệnh viện tuyến trên, đó là các bệnh viện 103, 108, rồi là bệnh viện Việt Đức đã về hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình triển khai thủ thuật này. Và hiện tại thủ thuật đã được diễn ra và chúng tôi đã làm được rất nhiều các bệnh nhân. Trường hợp bệnh nhân nam, 52 tuổi, bị đau đầu kéo dài gần nửa năm nay, dùng thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Bệnh nhân đến bệnh viện khám và phát hiện có túi phình, kích thước cổ túi phình lên đến 4cm, chiều dài cổ túi phình là 7cm. Mình làm việc bình thường đấy, nó đau ở trên cái đầu này. Đấy là từ đau dâm dâm rồi cũng chả có đau mấy đâu. Cho nên mình cũng bi quan. Đấy là nếu mà đau dữ dội ấy, thì có thể là phát hiện được sớm hơn một tí. Bệnh nhân nữ, 34 tuổi có các biểu hiện tương tự như đau đầu, mất ngủ, vào bệnh viện khám, được phát hiện các bất thường về bệnh lý mạch máu não. Qua chụp chiếu, xác định bệnh nhân bị phình mạch máu não với kích thước cổ túi phình hơn 5cm. Trước khi vào viện thì khoảng 10 ngày hoặc hơn gì đấy thì chị cảm thấy đau đầu á. Xong rồi tần suất đau đầu dày hơn, đau nhiều hơn, xong mệt mỏi, chóng mặt. Thì chị vào hợp lực khám. Chị có thêm là bị rối loạn giấc ngủ. Có những hôm thì hay kiểu khó ngủ, xong rồi không ngủ được ấy, thì cũng bị triền miên hơn. Với những bệnh nhân túi phình cổ rộng, đặt coi sẽ bị trôi ra ngoài nên bác sĩ chọn hình thức đặt stent chuyển dòng. Phương pháp này, bác sĩ sẽ luồn ống thông có gắn stent từ động mạch đùi dẫn lên não đến đúng vị trí túi phình. Stent được đặt phủ ngang mạch máu, nhờ vậy máu không đi vào túi phình nữa. Dần dần túi phình này sẽ hình thành huyết khối bên trong. Sau một thời gian túi phình sẽ mất hoàn toàn. Về lâu dài, tế bào nội mô sẽ hình thành trên stent, tạo một lớp mạch máu mới. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, triệu chứng đau đầu, mất ngủ giảm dần, được xuất viện chỉ sau 2 đến 3 ngày làm thủ thuật. Không bao giờ thì là ổn rồi. Không may thì nó được gặp cái bệnh khó như vậy. Thì cũng cảm ơn nhất về đây là có bác sĩ là điều trị cho là tôi rất là cảm ơn. Chị cảm thấy ổn hơn nhiều, nhất là chị không bị rối loạn giấc ngủ nữa. Nghĩa là trước khi mà kể cả khi nhập viện rồi là chị vẫn bị mất ngủ. Có hôm là phải dùng thuốc an thần, thuốc ngủ. Thế nhưng mà sau khi chị làm can thiệp xong ấy, thì chị ngủ ngon hơn, ngủ được nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là tình trạng đau đầu nó giảm. Những ngày đầu sau khi làm thì chị vẫn đau, nhưng mà tình trạng nó giảm theo ngày luôn ấy. Không bị đau đầu và chóng mặt. Đến hôm nay thì gần như không đau đầu, chóng mặt nữa. Các bệnh lý về mạch não, trong đó có bệnh lý về phình mạch não ngày càng nhiều, chiếm 3,6-6% dân số thế giới. Do vậy các bác sĩ có khuyến cáo. Đối với các bệnh nhân có các dấu hiệu về đầu tiên, đó là đau đầu, thì chúng ta cần phải thăm khám với các chuyên khoa, đặc biệt là các chuyên khoa thần kinh, để nhanh chóng phát hiện được các cái dấu hiệu bất thường ở trên não hoặc là cả ở trên bệnh lý mạch máu não. Và cái thứ hai, khi đã có các biểu hiện, ví dụ như là nhìn mờ mắt, tiến triển tăng dần hoặc đột ngột xảy ra, thì đều là dấu hiệu của thần kinh, chúng ta cần phải đến khám. Ngoài ra các cái biểu hiện đau đầu mà chúng ta điều trị rất nhiều lần không có đỡ, thì tôi khuyến cáo các bạn nên được chụp một cái phim, ít nhất là phim cộng hưởng từ, và hai hoặc là sâu sát hơn, hoặc là sâu hơn nữa thì chúng ta chụp các cái phim về CT mạch máu.